Hướng Dương Ngược Nắng tiếp tục là bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa về đề tài gia đình. Tuy nhiên, lần này, phim xoay quanh những mâu thuẫn to lớn hơn, từ tiền tài cho tới sự nghiệp, tình yêu của từng nhân vật. Minh, Lương Thu Trang thủ vai, là một cô gái phố núi sinh ra không biết cha mình là ai. Cô có một cậu em sinh đôi tên Trí, Đinh Tú thủ vai và một bà mẹ ca sĩ vô trách nhiệm, Vân Dung thủ vai. Sóng gió ập đến với Minh kể từ khi biết cha mình là ông chủ nhà họ Cao, một gia tộc giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, khi cô nhận cha cũng là lúc ông qua đời, để lại một gia tài khổng lồ cùng vấn đề tìm người thừa kế gia tộc. Liên tiếp những mâu thuẫn giữa bà Bạch Cúc, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà thủ vai, vợ của ông Cao Đạt, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường thủ vai với mẹ con Minh khiến Minh phải vùng lên đấu tranh và giành lại những gì mình xứng đáng được hưởng. Cuộc đấu tranh này cũng lần lượt mở ra câu chuyện của những người phụ nữ trong nhà họ Cao. Họ đều là những người phụ nữ thông minh, sắc sảo nhưng cũng đầy sự cô đơn, sâu thẳm, luôn muốn vùng lên có được hạnh phúc cho riêng mình. Dàn diễn viên được Donnie đóng giày. Một điều khiến Hướng Dương Ngược Nắng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi chính dàn diễn viên khủng, nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Việt Anh, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Thu Trang, v.v. Đạo diễn Vũ Trường Khoa khẳng định, sau khi phân vai, anh và biên kịch đã điều chỉnh chi tiết để mỗi nhân vật gần với khả năng diễn xuất của các diễn viên nhất. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, vai người phụ nữ quyền lực Bạch Cúc. Có thể nói, Hướng Dương Ngược Nắng đánh dấu sự lột xác của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Khác với những vai diễn dịu dàng trước đây, nữ diễn viên lá ngọc canh vàng một thời sẽ mang đến nhiều thú vị và bất ngờ. Ở Hướng Dương Ngược Nắng, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà sẽ trở thành người đàn bà mạnh mẽ, uy quyền và đáng sợ, thậm chí còn ra tay tàn độc với người khác để trả thù người chồng bội bạc, trả thù cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Bạch Cúc là một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, gánh vác cả cơ nghiệp nhà chồng. Vai diễn lần này đánh dấu sự lột xác của Thu Hà, bởi xưa nay chỉ thường gắn liền với những nhân vật dịu dàng. Vào vai Bạch Cúc, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà thừa nhận chỉ gặp hai khó khăn lớn. Thứ nhất là tố chất của một người phụ nữ sắc sảo, quyền lực, và thứ hai là hình thức. Đôi lúc phải rèn mình có cá tính như vậy và hòa mình vào nhân vật, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Hồng Diễm lột xác với vai Minh Châu. Hướng Dương Ngược Nắng không chỉ đánh dấu sự lột xác của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà mà còn của Hồng Diễm. Cô vào vai Minh Châu, con gái lớn của bà Bạch Cúc và ông Đạt. Một cô gái bề ngoài hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, cân bằng các mối quan hệ, nhưng bên trong là một cô gái chực chờ nổi loạn. Minh Châu là một cô gái cá tính, bề ngoài nhu mì nhưng bên trong lại cực kỳ nổi loạn. So với các vai diễn trước đây, Minh Châu có nhiều Hồng Diễm ở trong đó nhất, diễn viên Hồng Diễm tiết lộ. Lương Thu Trang với vai nặng ký, Minh. Từng gây ấn tượng với vai diễn Cúc trong những cô gái trong thành phố, Thu Trang tiếp tục được đạo diễn Vũ Trường Khoa chọn mặt cưới vàng cho vai nữ chính. Minh là nhân vật trung tâm của Hướng Dương Ngược Nắng, một cô gái thẳng thắn, dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm và luôn nỗ lực thay đổi hoàn cảnh. Vai diễn này được đạo diễn tin tưởng giao cho Lương Thu Trang. Với đôi mắt biết nói, lối diễn xuất tự nhiên, Thu Trang tạo nên một Minh bản lĩnh, quyết đoán. Lương Thu Trang chia sẻ, bản thân nhân vật Minh là một cô gái có diễn biến tâm lý rất phức tạp, bởi mỗi nhân vật trong phim, cô ấy lại phải có cách hành xử, ứng xử khác nhau. Cô ấy luôn bật ra sự mạnh mẽ, có thể chống đỡ tất cả mọi thứ trong mọi hoàn cảnh. Để hoàn thành cho vai diễn này, cần trải nghiệm và cần trau dồi. Là một gương mặt mới, Thu Trang không khỏi áp lực khi đóng cùng các diễn viên tên tuổi. Thu Trang tâm sự. Khi Trang biết các anh chị diễn cùng mình trong phim này là chị Vân Dung, anh Hồng Đăng, chị Hồng Diễm, v.v. Trước hết, Trang nghĩ mình phải làm thế nào để vượt qua được cái bóng của các anh chị. Trang là một diễn viên sân khấu, mới sang truyền hình được 2 năm, nên cũng suy nghĩ làm sao để diễn được không bị đuối, bị non so với mọi người. Lúc đầu cũng khá áp lực, nhưng đến khi làm việc áp lực đó lại bị mất đi, vì Trang được mọi người động viên, chỉ bảo rất nhiều. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bị áp lực bởi phải lột tả được sự khác biệt của nhân vật khi diễn với các nhân vật khác trong phim. Thu Trang thành thật, trong thời gian đầu quay phim ở Bắc Sơn, cô vẫn loay hoay để nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật. Mặc dù vậy, cho tới hiện tại, cô nghĩ rằng mình đã làm tốt nhất có thể và hy vọng mọi người sẽ đón nhận mình cũng như bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng. Hồng Đăng vai Trung Kiên. Trung Kiên là người yêu của tiểu thư nhà giàu Cao Minh Châu và cũng là người trợ lý đắc lực của công ty gia đình cô. Tuy nhiên, anh luôn mang mặc cảm mình như là kẻ ăn bám của Cao gia, nên khi yêu Minh Châu, anh luôn gặp phải nhiều hiểu lầm và rồi phải chia tay, quay sang hận thù với Cao gia. Diễn viên Hồng Đăng cũng tiết lộ vai Trung Kiên hoàn toàn mới mẻ so với các vai trước đây của anh. Việt Anh vai Hoàng. Hoàng đẹp trai, có tiền, thích Minh ngay từ lần đầu gặp gỡ.
trong chuyện làm ăn, Hoàng quyết tâm thông tính Cao Dược. Nhưng anh lại phải đương đầu khi Minh là con cháu họ Cao và là người nỗ lực giữ lại Cao Dược bằng mọi giá. Vân Dung, vai bà Diễm Loan. Bà Loan là người phụ nữ mê đàn hát, sống thiếu trách nhiệm, yêu cuồng sống vội. Cả đời bà bị đàn ông lừa dối, nhưng bà vẫn không thể sống thiếu đàn ông. Vân Dung hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng với tạo hình, tính cách nhân vật lần này. Trước đó, chị đã hóa thân thành công vai bà Diễm trong phim Ghét thì yêu thôi. Đinh Tú vai Minh Trí. Trí là em trai song sinh của Minh, nhưng tính cách lại khá khác so với chị gái của mình. Trí sống vô tư, thiếu kiên trì, học hành chỉnh mãn. Anh luôn đòi khởi nghiệp nhưng toàn thất bại. Trí hợp tính mẹ, anh vừa yêu quý, vừa dựa dẫm nhưng lại vừa sợ chị gái. Thành công với vai Du trong Ghét thì yêu thôi và vai Khoa ở Cô gái nhà người ta, Đinh Tú được dự đoán sẽ tiếp tục thêm vào gia tài nghệ diễn của mình một vài ấn tượng. Quỳnh Khun vai Cao Minh Ngọc. Ngọc là em gái Minh Châu, cũng là cô tiểu thư được cưng chiều của bà Cúc. Cô tự coi Minh là trung tâm của vũ trụ, sống có phần ích kỷ nhưng có quan điểm về cuộc sống rất rõ ràng. Doãn Quốc Đàm vai Phúc. Phúc là anh hàng xóm đã giúp đỡ, che chở cho chị em Minh khi còn nhỏ. Phúc ít học nhưng sống trượng nghĩa và biết trước biết sau. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý vai ông Vũ. Ông Vũ là thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc phụ trách về nhân sự, đối thủ ngầm cạnh tranh với bà Cúc. Ông luôn âm thầm ngáng chân, sẵn sàng chơi bẩn để hạ bệ bà. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý hé lộ, anh cảm thấy lạ lẫm và thú vị khi lần đầu tiên được đóng vai mặc phục trang, đồ hiệu. Trong khi việc anh hé lộ, nhân vật mình đảm nhiệm rất thú vị và anh đã đau đầu nghĩ cách phải làm gì để nhân vật của mình thật khác biệt. Bên cạnh đó, Hướng Dương Ngược Nắng còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường, nghệ sĩ ưu tú Đức Trung, Mạnh Hưng, Huynh Anh, v.v. Hướng Dương Ngược Nắng là câu chuyện của những phụ nữ nhà họ Cao, những người mà mạnh mẽ có khi đưa họ vượt qua số phận, nhưng lại chính là sự ngăn cản họ đến với hạnh phúc. Cuộc chiến gia tộc phức tạp và nhiều biến cố tưởng chừng không có điểm kết. Nhưng sự kết nối của huyết thống, biết chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống, nhìn rõ ý nghĩa bao dung và rộng lớn của hai chữ gia đình là lúc ân oán được hóa giải. Bộ phim tiếp tục là sự kết hợp của đạo diễn và biên tập đã tạo nên bộ phim Hoa hồng trên ngược trái, vô cùng thành công trong năm 2019. Hội tụ đầy đủ mọi yếu tố từ kịch bản hấp dẫn, đạo diễn đầy kinh nghiệm trong mảng phim tâm lý gia đình, dàn diễn viên truyền hình sáng giá. Hướng Dương Ngược Nắng đang thực sự bùng nổ trong khung giờ phim Việt những tháng cuối năm.